đất ơi, ba má sanh đẻ làm sao mà đẹp trai dữ thần ôn trời, không hiểu luôn á. Trời cha, thằng Long xì ke. Ê, tèo. Tèo. Quay. Làm gì vậy? Mày kêu tao hả? Thì ở đây tao, mày không lẽ kêu tao? Tao tưởng mày kêu ai, tao không có trả lời. Chở về em cái, hay cái chuyện gấp quá. Ây da, ây da Long ơi, sao tự nhiên tao nhức gan quá, không ấy, mày kiếm xe khác giùm tao đi. Ây da, nhức xuống cái tay rồi chạy xe hết nổi rồi, mày ơi. Gì tự nhiên nhức răng ngang xương vậy, bây giờ ở đây có mình mày, giờ tao kêu ai bây giờ? Đi. Ờ, trèo lên đi. Nhấc xe xuống chưa? Trèo lên đi rồi nhấc. Bạn đi, bạn đi. Cái gì nữa vậy? Đàn ông trai đừng có vịnh vịnh, buông ra đi. Mày làm gì thân nhau mà. Tại mày cầm mấy cây kim tao sợ quá. Mấy cây kim này có cái gì đâu nè, nó còn mới cáo chưa có mở nắp nữa. Kim mới kim cũ thì tao cũng sợ chứ mày ơi. Tao sợ bị kim chích lắm. Ông gì mà thì cứ... Rồi rồi nó bảo hiểm vô. Đòi nón này đi, nón này tao mới mua. Ngồi xa xa ra nghe. Rồi ba. Đừng có vịnh nghe. Không vịnh sao mày xuống. Rồi đi. Thiệt tình. Xa xa nghe. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sao rồi? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi. Rồi gặp nhỏ nào á? Nhỏ nào? Gì nói thuê bao quý khách hiện không liên lạc được. Xin lại gọi lại sau. Tào lao, tổng đài á. Bực bội thiệt. Ủa mà có biết là nó hẹn ra làm gì không? Ai mà biết, tự nhiên nó gọi tao. Ê, có chuyện gấp, gấp là tự nhiên cái tắt luôn. Biết chuyện gì đâu. Không lẽ là có chuyện gì ta? Chuyện gì, hỏi nó ra đi rồi biết. Ai biết chuyện gì? Tụi bay ơi. Cái gì vậy ba? Trời ơi, nước đây. Đã khá không? Đỡ rồi. Lát tính tiền nha, cho nó luôn ruột hồng ơi. Giỡn hoài. Tao vừa gặp một chuyện ngàn cân treo sợi tóc. Trời. Bình tĩnh lại. Chuyện gì nói nghe coi. Tao vừa mới chở thằng Long. Mày chở nó thì mày có khách thì mày có tiền thôi, chứ mày làm thế ghê, giả bộ vô làm chuyện quan trọng để uống ly nước của tao hả? Cái gì vậy? Sao tụi bay tính mơ vậy? Trời đất ơi, tụi bay không biết là thằng Long nó là thành phần nguy hiểm, tệ nạn xã hội. Trời đất ơi. Rồi sao? Thì nó cầm cái... Mày điên hả? Cầm tay mày chi? Bộ nó yêu mày hả? Mày mới tào lao á. Nắm tay này nào. Nó đưa tao cái ông chích. Mà cái này là cái cây kim thôi đó. Còn cái ông chích bê lớn gì nè. Trời ơi trời. Nó không phải là một cây, nó cầm một nồi luôn. Ghê vậy? Cái nó còn khiều khiều tao nữa mày ơi. Ủa nó xài ống chích tới đồ sỉ luôn hả? Tao chở nó, tao ngồi chạy xe mà tim tao đập đùng đùng thiếu điều. Tim muốn rớt xuống mương luôn á mày. Mà rốt cuộc mày có bị gì đâu? Thì tao thông minh mà. Tao thấy gì cái tao lấy điện thoại ra, tao gọi cho chú Hai liền. Con gọi đặng con nói với chú Hai là con sắp sửa chở thằng Long. Long xì ke á. Gì? Tao nhớ rồi. Gì? Tao nghe người ta đồn nó trên Sài Gòn đi ăn cướp người ta, rồi chích xì ke ma tí, ở tù mới về. Mày chạy xe ôm, coi chừng có ngà nghe mày. Vậy là tao còn hên, nó chưa ăn cướp chiếc xe của tao. Mừng quá. Tèo. Cái gì? Mày đổi nghề đi. Tào lao. Tao nói cho mày biết, cái nghề là cái nghiệp. Tao là mắc cái nghiệp chạy xe ôm. Đâu phải ai muốn chạy xe ôm được như tao chạy được đâu. Chỗ anh em thương mày tao mới nói. Mày chạy xe ôm nó đâu có ổn định đâu. Kiếm cái nghề nào khác ổn định tao làm. Cái nghề gì mày nói nó nghe nó mới biết được chứ. Phụ hồ. Nó ổn định hơn, lương ngày. Thôi không được đâu mày ơi. Tao có biết làm gì với chổng đâu. Lỡ vô chổng xi măng cát đá khói bụi nó dính vô trong mặt, dính vô trong tóc tao rồi mất đi giấy đẹp trai của tao sao?
Mày kêu ba giai đi theo chải đầu cho mày. Mày rảnh quá. Mà thôi, tao thấy là đổi nghề cũng phải là cách. Cái chuyện thằng Long xì ke, người trong xóm với nhau đi tới đi lui, không lẽ không chạm mặt nhau, đúng không? Đúng rồi. Chết rồi, giờ sao? Tính sao gì nữa? Gặp mặt là né chứ sao? Ê ba giai, câu cá hả? Ê, alo. Dạ con nghe tía. Dạ con đang câu cá ở gần chỗ mé sông nhà mình á. Tía sáng nhà tía có khỏe không tía? Dạ khỏe hả tía. Dạ rồi. Ủa vậy ông Tám hàng xóm mình khỏe luôn hả tía? Dạ 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 con biết rồi. Để coi cậu mưa chừng nào lấy vợ tía. Ủa vậy hả? À, ở thằng Út vợ Út đẻ con trai hai con gái gì tía? Con gái hả? Trời đã quá đã quá. Dạ dạ rồi rồi con biết rồi tía. À, dạ dạ dạ. Nó câu cá mà nào câu cá xong con về tía. Dạ rồi rồi. Dạ. Ê. Ê. Ê cha. Ba giai. Ê. Mày điên hả? Mày đang câu cá đó nha. Mày thấy tao hả? Alo. Dạ dạ con về tiếp. Dạ dạ con biết rồi, con biết rồi. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Chứ chú có cá mà. Dạ dạ dạ. Để coi coi đây nấu gì ta. Tía. Gà kho sả, vịt kho gừng. Anh Bích La thích vịt kho sả, gà kho gừng. Chết rồi, mình không hiểu. Gia đình này nó xộn lộn, ý lộn nó lộn xộn dễ sợ. Nấu rau luộc đi cho chắc. Anh Long. Ủa, Út Hân phải không? Trời ơi, xẻo lá này có mình em tên Hân rồi đó. Trời ơi, dạo này càng ngày càng lớn càng đẹp ra nha. Ủa mà, lâu quá mới gặp anh luôn nha. Dạo này nhìn anh thấy gớm dễ sợ. Không phải, thấy anh đẹp trai dễ sợ. Bé khoái giỡn đâu. Mà anh về nào vậy? Anh mới vừa về được mấy hôm rồi. Anh về với tía má anh luôn hay sao? Đợt này anh về có một mình thôi à. Chắc anh ở đây luôn, anh không muốn lên Sài Gòn nữa. Ê, coi anh ba lít sao rồi? Đi! Gì vậy? Đi! Đi đâu? Đi về, ba lít. Anh đang đi chợ mà. Nhà mình bữa nay không có ăn uống gì hết á, đi. Anh tào lao quá, tía mới sai em đi chợ. Tía mới điện cho tao nè. Nó nhớ mày quá, bây giờ phải kêu mày về gấp. Đi. Xạo không à. Mày không nhớ tao hả? Ai đây? Tao Long nè. Long nào? Long ngày xưa chơi chung với mày đó. Long nào tao? À, Long xì ke. Long nhà có chiếc ke. Thằng. Ê, chiều nay rảnh đi uống cà phê đi. Lâu rồi anh em mình không gặp nhau. Trời ơi, cái gì vậy trời? Anh bị gì vậy? Mày sao vậy? Không có gì hết. Thôi vậy ngày mai uống cà phê nha. Bận luôn. Ê, thôi, ngày mốt đi. Bận luôn, lịch nguyên tháng này bận hết, không có nào rảnh hết trơn á. Thôi vậy bữa nào tao rảnh tao qua nhà mà tao chơi nha. Chuẩn bị bán nhà luôn rồi. Ê, xạo bán nhà nào. Đi thôi nha. Đi về, đi. Trời ơi, có sao không vậy? Té chỗ nào tự tao đứng lên chỗ đó. Anh làm gì vậy? Anh bỏ em ra con ơi. Đau chết luôn à. Ủa? Tỉnh. Sao con nói đi chợ rồi sao không đi mà giờ quay về vậy? Thì con đang đi, gặp ảnh lâu con về. Sao lâu em về vậy? Bữa nay nhà mình khỏi có ăn uống gì hết trơn á. Lý do? Tía có biết nó đang làm cái chuyện gì không? Chuyện gì? Em có làm gì đâu. Nó nói chuyện với trai đó. Ê, em nói chuyện nào? Anh Long với bộ. Anh Long không? Tao thồn cái trắng trỗi vô họng bây giờ nè. Anh Long là anh Long nào vậy? Trời ơi, là cái thằng Long hồi nhỏ nó ưa chạy qua nhà mình chơi nè tía. Tía nhớ rồi. Cái thằng Long con của anh chị Sáu đó mà. Hồi đó nhà nó ở đây, sau này lên Sài Gòn rồi
Tía thấy mấy bữa nay hình như nó về đây nó thăm lại xóm cũ của mình phải không? Dạ. Cái thằng trời ơi, vậy mà nó làm như là cái chuyện gì đâu. Thì anh em lâu lâu cái thằng kia nó về nó gặp con Hân, hồi nhỏ nó ở đây nó cũng biết con Hân. Thì giờ nó gặp nhau, anh em nó nói chuyện hỏi thăm nhau rồi vậy. Mày làm cái gì mà như là trái nhà vậy? Cái thằng làm hết hồn hết vía. Phải chi á, nó nói chuyện bình thường con không có nói. Tía có biết cái nickname của thằng đó là gì không? Là cái gì? Long xì ke. Long xì ke là sao? Trời ơi nè. Lú. Lú cái gì? Là nó chích xì ke hả? Dạ. Dạ thưa tía, vì cái sự an nguy của con quỷ nhỏ này, ba cấm. Một, cấm mày nói chuyện với nó. Hai, cấm tới gần. Ba là để tao nhớ tao cấm mày sao. Nếu đúng ra mà nó vướng vô cái chuyện xì ke đó, thì anh con nó cấm con nói chuyện với nó là cũng đúng đó con. Bởi vì người ta nói rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mà ma túy á, là nó là đen á, là mực á. Thôi tránh ra cũng tốt con. Chuyện này cũng lạ đó. Chứ tía nhớ hồi nhỏ ở đây là nó được tiếng là ngoan nhất sớm á. Còn anh chị Sáu hả, là gia đình rất là đàng hoàng, hiền từ lắm. Đâu có lý nào mà thằng nhỏ lại vướng vô cái đường xì ke ma tí ta. Con nói thiệt. Trời ơi, bây giờ nó lên thành phố rồi. Mà nơi thành phố á là nơi phồn hoa, đô thị, nơi đó đầy cám dỗ hết. Nó ra đường là nó sẽ bị dụ dỗ hả? Tía thấy vậy nè, nếu mà thật sự nó vướng xì ke ma túy đó thì con coi con lựa lời, con khuyên can động viên nó đi cai đi con. Hồi nhỏ tụi bay chơi thân với nhau lắm, tía nghĩ là con nói nó nghe đó. Ờ. Chị Tư, chị Tư, chào tôi với chị Tư ơi. Ủa chị Chánh, hey, đi chợ hả? Nói nghe, nói nghe nè, chị nghe gì chưa? Nghe gì? Trời ơi, thằng Long xì ke nó về mày đó. Tưởng gì chứ, tôi nghe nó về mấy bữa nay rồi. Trời đất ơi, nè tôi nói chị nghe nè, nó chắc trên thành phố nó vợt cho nên nó mới trốn về quê đó. Trời đất ơi, nó về đây mà nó dụ mấy đứa nhỏ trong xóm của mình xì ke là banh cái xóm mình luôn á chị. Chị nói sao chứ, tôi thấy nó cũng tội tội. Trời ơi, tội cái gì chị ơi, chị không thấy nó hả, thanh niên trai tráng gì đâu, người thì mỏng như cái tàu lá lúa vậy, xanh lè. Nó mà không xì ke mới lạ, nói mà tôi còn nổi hết da gà luôn nè. Chị nói nó mỏng. Chị nhìn lại chị có dày rồi chị Chánh. Trời ơi chị thiệt á, nhưng mà tôi là tôi lớn tuổi rồi, còn nó đang là thanh niên ngời ngời như vậy. Hồi xưa á, má của nó cũng chơi chung với tụi mình. Hơn nữa nó cũng trạc tuổi con hai nhái nhà tôi với con năm gạo nhà chị. Mình chưa có rõ thực hư ra sao thì mình khoan hả, phán đoán nó dội chị. Chị nói tôi mới nhớ. Mà nè, sao nó về có mình ơn ta? Anh chị Sáu đâu ta? Dạ, con chạy hiếm tư, con chạy hiếm chính. Thấy chưa, lo đình chưa, nhắc tới nó thấy liền đấy không? Chợ hả? Chào con. Chào con. Mà Long nè, ủa con còn nhớ thím tư với thím chín hả con? Trời ơi, cái xóm xẻo lá này ai con lại không nhớ. Tự nhiên thím hỏi vậy con buồn dễ sợ luôn á. Ừ, nếu nhớ, về rồi mà không chịu qua nhà thím chơi, rồi con tía má đi đâu sao không về? Dạ. Mà thôi, không muốn nói thì thôi, bữa nào rảnh á, qua nhà thím tư chơi nghe không? Dạ. Con của con hai nhái á, lúc này nó cũng lớn mộn rồi đó con. Hai nhái là mẹ hả thím? Ừ. Thời gian cho nhanh thiệt á. Nhớ ngày nào á, tụi con á còn chơi chung với nhau. Rồi con đi đâu đây? Rồi sắp cái gì đó? Dạ, con đi mua mớ đồ rồi mà. Thủy chừa, kim chích kìa. Làm gì vậy? Tránh ra cho em đi công chuyện con. Nhúc nhích, cái chổi rớt xuống đất, quýnh mèo cái. Mà sao? Quýnh, quýnh, đánh. Tía gì vậy? Con bé tía nè. Mệt ghê. Trong mặt quá. Tao đang ngồi uống cà phê, chưa kịp uống một ly nước trà cho nó ngon miệng nữa,
điện thoại giật giọng một hai kêu tía về giải quyết công chuyện. Về đây tại sao không nói mà mày đi vòng, tao nhức đầu luôn á. Có chuyện gì nói coi. Không có chuyện, con kêu tía về làm gì. Chuyện gì? Thì con nhỏ này nè. Sao? Nhỏ này sao? Tía coi đi. Tía coi đi. Cái gì? Cái này là cái gì? Cái tay. Quên, mày muốn chích hai tay kìa mày. Nè, tía thấy chưa? Cái dấu này là dấu chích. Thấy chưa tía? Con nói mà tía không có nghe con đó. Nó đi với thằng Long. Đó, bây giờ thằng Long rủ ghê nó chích xì ke nè. Thấy chưa? Vết này là vết mũi cắn. Mày chích xì ke. Tía, bây giờ mình dẫn đi xét nghiệm ADN đi tía. ADN là cái gì? ADN là cái gì? ANDN ADN. Nè, bộ mày nghi ngờ á, nó không phải con tao, nó không phải là em của mày, cho nên muốn đi xét nghiệm ADN để xác minh được phải không? Ủa, ADN là xét nghiệm di truyền hả tía? Máu mủ di truyền. À rồi còn xét nghiệm mà ma tí ma chuột gì đó là mình xét nghiệm gì tía? Dốt mà mày đặt nói chữ. Xét nghiệm cái đó là xét nghiệm nước tiểu. Đúng rồi, nước tiểu. Uống nước cho nhiều vô rồi tao dẫn mày đi xét nghiệm. Hai người quá à. Tôi đã nói cái vết này là vết mũi cắn mà. Hai người thích thì hai người đi đây. Ok. Chị Tư, chị Tư. Chờ tôi với chị Tư ơi. Ờ, chị chết hả? Ừ, tính ra chợ. Nhưng mà ra chợ kêu thợ về sửa ống nước. Tự nhiên ống nước nhà tôi bị bể. Ủa rồi anh Tư đâu, sao chị không kêu ổng sửa? Thôi, ổng mà biết làm gì. Phải chi con hai nhái nó có chồng. Mấy cái việc này kêu hồng rẻ nó mần cũng đỡ chị hen. Ủa, tính Tư em chính đi chợ hả? À Long, Thím cũng tính ra chợ. Nhưng mà kêu thợ về sửa giùm cái ống nước. Tự nhiên ống nước nhà Thím nó bị hư. Thôi, để con qua con sửa cho. Được không hả mày, biết làm không mày? Trời ơi, mấy cái việc đó con rành lắm. Mà con có bận công chuyện gì không mà qua Thím sửa ống nước? À, hồi nãy con ra chợ, con mua một ít đồ, rồi cũng xong hết mày rồi. Gì vậy con, gì con? Mày lên cân giữa đường vậy đó hả? Ủa, cân gì Thím? Mày lên cân, mày chích xì ke đó. Trời, con chích xì ke hồi nào? Vậy chứ mày lôn chích ta làm gì? Không phải là mày chích tại chỗ hả? À, mấy cái ống chích này là con mua về con chích cho đàn gà nhà con. Bữa giờ nó cứ bị bệnh hoài à. Rồi hai cái ống chích bữa trước. Dạ đúng rồi, con chích cho gà đó Thím. Ủa vậy nè, hôm nay giờ mày chích gà đó hả? Dạ. Trời đất ơi, vậy mà tao tưởng. Thôi đi về nhà Thím sửa giùm tí ống nước. Thôi chị đi chợ mình chị đi nha. Đó, nên đi về sửa ống nước cho tôi. Đi về con. Ờ Thím Tư. À Long. Con sửa hết rồi đó. Xài được rồi. Xong rồi hả con? Dạ. Thôi ngồi uống nước đi. Giỏi ha, biết sửa ống nước được nữa ha. Mấy cái chuyện này chuyện nhỏ mà. Thôi, con về, bữa nào con qua con chơi với gia đình lâu hơn. Ủa, vậy chứ con không có về lại Sài Gòn à? Dạ con về đây con ở luôn rồi. Con về ở luôn? Dạ. Nghe Thím hỏi nè, sao mấy bữa nay không thấy tía má con về chơi vậy? Đó, bởi vì chẳng trách gì nhỏ tối ngày nó ru rú một mình. Nhìn nó giống như thằng nghiện xì ke vậy đó. Bởi tao nói thấy không, bà thiếu tiền thiếu bạc á, thì làm kiếm tiền lợi dễ. Còn cha mẹ mà không có thì khổ lắm, sao kiếm được đúng không? Phải khổ không? Rồi nó không khéo được rồi mang cái bệnh trầm kha đó. Ủa, bệnh trầm kha là bệnh gì vậy ông? Ủa, lộn, tôi lộn, bệnh trầm cảm. Trầm cảm? Ừ. À, xì chét á phải không? Không biết mày đặt dùng nhân chung chứ giữ vô, xì chét. Ông nói cũng có hơn gì tôi đâu. Mà thôi, chết chiếc gì cũng kệ đi. Mà tôi hỏi nè, trầm cảm á là phải cái bệnh mà nó ít nói, nó sống cô lập một mình nó, rồi nó nghĩ quẩn, rồi cái nó đi tự tử đó phải không ông? Đó đó là cái bệnh đó đó. Trời ơi tôi chết rồi. Chết rồi, cũng may cho nó nghe ông. Cũng may là nó biết tìm về hàng xóm mình ha. Thôi giờ tôi nói ông nghe nè, nó cũng như con nhái nhà mình. Thôi mình coi có gì thì giúp đỡ cho nó, để nó khỏi bị chát, với lại mà nó không có bị xa đọ vô cái tệ nạn ông ha. Bà nghĩ chắc cái người dân xẻo lá mình chắc dễ dính vô tệ nạn quá. Nói vậy thì nói chứ làm gì. Trời, có sao không? Sao vậy? Làm gì nó làm đi. Ôi da, trời ơi.
Út Hân, em có sao không vậy? Đau à. Đâu, để anh coi coi. Ây da. Từ từ, từ từ, cố lên, cố lên. Chắc là bị chật chân rồi. Thôi, cố lên, để anh đi em về. Nhẹ thôi. Anh biết rồi. Ê, nó sắp xong rồi kìa. Ê, cái này cái gì? Nhô đi. Ê, dạy con công chúa. Dạy đi con mẹ. Dạy đi, bên này đẩy tiếp. Cái gì vậy? Cái gì đánh vậy? Đừng có đánh nữa. Nó quay nữa. Tại sao? Mày dẫn cái gai vô nhà. Hả? Mày tù tiên tao đi nữa. Hồi nào? Dẫn hồi nào? Ai coi mày trả lời? Hả? Mày, mày thấy em tao dễ thương. Rồi mày vô. Mày nữ nó mày không? Tao có con, có đâu? Trả lời hả? Phải không? Tao sao mày không trả lời? Rân à? Bởi vậy cái thằng này nó hồ đồ vậy á, làm tiếng cũng liệu theo nó luôn. Vậy trời, ai cũng đổ thừa tôi chứ trời. Ủa mắc cười quá. Không đổ thừa anh, đổ thừa ai? Anh Long có làm gì anh Đông mà anh làm gì mà kỳ thị anh dữ vậy? Nó chết xì kè. Tao chết xì kè nào? Ủa vậy sao mọi người trong cái xứ xẻo lá này mà gọi mày có cái nickname là Long xì kè? Trời ơi, cái nick đó là mọi người thấy tương tá của tao nó ốm rồi đặt cho tao là Long xì kè. Chứ tao chết xì kè mà hồi nào mày dám đi vu khống tao chết xì kè. Bây giờ con á, bỏ nghe, mùa mốt đừng có bọp chộp như vậy nữa. Lớn rồi, coi phụ tao với tía má nha. Tía má lớn tuổi rồi đó, chứ mà để lo chơi hoài. Biết rồi mà nó hoài à. Nè, cái bùn này hơi bị nặng nè. Kiếm cây chọi nó lại đi, cho nó chịu lại. Dạ. Chú hôn nó quần xuống rồi gãy cây luôn á. Rồi em biết rồi. Giúp đỡ giùm cái đi. Tối ngày ăn chơi không. Mày xô tao hả Tám? Ủa cái gì vậy anh Bảy? Tám cái gì mà ôm sùm vậy anh Bảy? Tám Tám trời ai vậy? Ai biết. Không lẽ con xác chết con ăn mặn hả anh Bảy? Ủa tụi bay lụm này ở đâu về mà nó mặc đồ bể còi vừa ý vậy bay? Dạ sao vườn có tiếc. Trời đất ơi. Hê, xin chào. À, hay ổng là người nước ngoài ta? Mình để thử thôi nha. Hello. Ai giống CEO? Sawadikap. Ni hao. Ô, nó không biết nói chuyện đâu. Câm. Này câm. Tía nói kỳ quá. Biết người ta có bị không? Tụi bay hỏi nãy giờ nó có trả lời ở đâu. Tôi đói quá. Trời ơi. Biết nói chuyện kìa. Sao nãy giờ tao hỏi không trả lời? Có cái gì cho tôi ăn không? Có chứ. Có cơm. Lấy cơm cho nó ăn. Dạ dạ đi con đi chứ. Sao này nóng dữ thần vậy trời. Cơm đó. Trời ơi, thấy thương ghê chưa? Như bị bỏ đói mấy ngày nay vậy á. Chắc đói lắm rồi nè. Bởi vì nè, ăn đi nha, gọi xíu nữa hết đồ ăn rồi tôi lấy vô thêm cho. Anh nói nghe nè anh. Anh cho tôi hỏi coi anh ở đâu mà sao anh tự nhiên anh nằm trong vườn nhà tôi vậy? Vườn vào nhà tôi á cao lắm mà ông vô cũng được hay thiệt khen. Trời ơi, tao nói để cho thằng nhỏ ăn. Đến ăn xong rồi hỏi. Hỏi quá sao nó trả lời được.
từ từ đó hết bới nữa. Nhà này cơm gạo nhiều lắm, thấy không? Ăn chừng nào mà đỡ đỡ đó, rồi trả lời cho chú nghe. Quê quán ở đâu, nhà cửa ở đâu, thấy không? Ở hành tinh xéo sọ. Trời đất ơi. Trời ơi trời, hành tinh xéo sọ ở đâu vậy? Từ hành tinh đó xuống trái đất là cách 10 năm ánh sáng. Không hiểu không? Trời, vậy ổng là người ngoài hành tinh hả Tiến? Còn đói quá, mê sản, phải không? Trời ơi, người ngoài hành tinh gì mà kỳ vậy? Người ngoài hành tinh em coi em biết mà. Trên TV á, để người hành tinh nha. Cái đầu bự bành kia vậy nè, mắt thổ lỗ hay vậy nè. Đi về khịch 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 vậy nè. Anh men hơn tôi được chút. Nhìn cũng đẹp hơn tôi một chút. Người ngoài hành tinh là ngoài hành tinh. Ê Tám, tao nghe nói người ngoài hành tinh người ta mạnh lắm luôn nha. Người ta làm cái gì, công việc gì mà của gấp 2-3 lần của người thường mình luôn á. Ờ đúng rồi đó. Mạnh lắm. Vậy anh kinh tôi coi đi. Một chút tôi ăn xong tôi khiêng cho. Mấy cái này tôi khiêng được hết á. Trời, ghê vậy. Tôi khỏe lắm. Bây giờ bình tĩnh, kể tao nghe coi cái hành tinh xéo sọ của mày ở đâu. Hồi nào tới giờ tao chỉ coi tivi, tao thấy người ta đồn với người ngoài hành tinh thế này thế khác, bữa nào mới thấy. Tôi là EH18. Tôi cùng với EH19 được phân công nhiệm vụ xuống trái đất, rồi tìm kiếm xem là có hành tinh nào còn sự sống như hành tinh của chúng tôi hay không. Rồi xuống trái đất, tụi tôi chia nhau ra đi tìm hiểu. Rồi rồi sao? Từ từ thôi, kể rồi, hết rồi. Rồi hẹn nhau ngày 13 quay lại cái điểm xuống. Nhưng mà tôi bị sự cố nên tôi không quay lại được ngày 13. Rồi tôi bị mắc kẹt ở đây luôn á. Ủa? Vậy có cái anh rớt cái bịch xuống ngay giường nhà tôi vậy đó hả? Ờ. Lúc đó đó, tôi đi lang thang, cái tôi gặp một cái ông già ông ngồi bên đường. Ông cho tôi uống một cái loại nước gì á, nó thần kỳ lắm. Cái tôi lúc đầu tôi uống tôi thấy nó đắng đắng nha. Cái một lát sau cái thấy nó ngon lắm, càng uống mình càng thấy ghiền. Rồi uống một hồi cái tôi ngủ luôn. Tôi không biết gì hết. Xong rồi bị trễ hẹn. Lúc đó tôi quay lại điểm mà tàu xuống á, thì lúc đó là tàu mẹ đi mất tiêu rồi. Cái đó, tôi thấy gốc cây á có dòng chữ IH18 để lại cho tôi á, là IH18 nói là 2 tuần nữa sẽ có tàu mẹ đi ngang trái đất lúc 7 giờ tối. Bây giờ là tôi phải ở lại đây 2 tuần rồi đi vòng vòng thì không biết thì sao đến đây luôn. Kể cho tao nghe giống uống rượu say quá vậy. Phải nói không? Nước thần kỳ nè. Nước thần kỳ á. Trời. Thần kỳ ông nội tao. Nước bơ hẩm tôi uống nè. Rượu đế đó. Trời. Rượu là sao? Cái này nè, dùng đế là uống nhấp mồi thôi, còn mà uống nhiều quá là xỉn quất cần câu luôn. Xỉn quất cần câu là sao anh? Biết. Là xỉn là không biết được về đó, ngủ quên đó, rồi tàu mẹ nó bỏ lại luôn á. Ủa? Thì cái này nguy hiểm lắm. Uống vô là xỉn là ngủ quên nữa. Thôi bỏ dẹp đi anh, nguy hiểm. Rồi giờ từ đây tới đó còn 2 tuần lễ nữa, ông ở đây ông định làm gì? Không biết. Ở đây chơi đi, rồi 2 tuần nữa tao ghé rước, tao gửi hai này đi luôn. Ủa chi tiết đi qua bển coi cái gì đó, cái hành tinh xéo sọ đó, đi bển coi nó khác hơn xẻo lá mình không. Dạ, con đi rồi về kể tiếng nghe nha. Được không? Cho hai đứa có gian được không? Dạ, yeah, được. Vậy là mày cũng có uy tín à. Ủa anh, mà nãy giờ chưa biết tên anh. Anh tên gì vậy? Ờ, tên gì vậy? IH18. Là gì? Tôi nói ông nghe nè. Ở dưới trái đất này nè, không có ai mà đặt tên cái kiểu vậy á. Mấy tên mà chỉ hát hát là thường mấy tên bị bệnh không à. Có F18. Ủa có luôn hả Tiết? Là máy bay phi cơ của Mỹ. Thôi giờ nói nghe nè, tôi sẽ đặt một cái tên hợp thích hợp với cái hành tinh của chúng tôi ha. Cái tên của anh là EH18, cũng liên quan tới chữ H phải không?
ăn. Ờ, coi nhìn anh ăn khỏe nè, người vạm vỡ nè, cái mặt cũng rất là men. Ừ, thôi đặt tên Hùng đi ha. Hùng. Hùng cũng cũng hay á. Tên Hùng được không tiếc? Hùng ai từng nó cũng đi về xéo sọ rồi. Thì vậy là mọi người không ghét tôi hả? Ghét cái gì? Thương không hết ghét gì? Gặp người hoạn nạn giúp đỡ chứ ghét gì? Nhà tôi thương người lắm. Ừ, ở đây đi thoải mái đó. Dạ, cảm ơn mọi người. Mọi người cho tôi ở đây rồi, có gì làm sai tôi đi, tôi khỏe lắm, tôi làm hết luôn cho. Rồi, để tôi sai. Tôi làm được. Chúng hồi ra thử thì biết liền. Được, tôi ăn xong tô cơm này tôi làm cho. Để nhỏ ăn đi, nó ăn xong đi, rồi nó làm. Ăn đi. Người hoàn tâm thiệt hả? Nữa. Cái gì? Ôi, một tay luôn. Trời ơi. Wow. Trời đất ơi. Người gì mạnh dữ vậy trời? Xách một cái vỏ nặng rồi buông xuống hít đó, hít một tay luôn, hít. Rồi đây mình biết bao lâu rồi tía con mình mới được bữa cà phê thảnh thơi ha. Nói dài là vợ anh Hùng hết á tía. Trời ơi có ổng nha, ổng làm hết mọi chuyện nhanh và gọn lẹ nữa. Công nhân đó nó mạnh thiệt chứ. Dạ tía, tía ông ấy chung hồi mua ly cà phê về thưởng ổng đi, cho ổng biết cái hương vị của cà phê ở trái đất mình. Mua cà phê cho nó uống chứ. Dạ. Nhưng mà anh Hùng ở ít quá tía, ở được có 2 tuần rồi, nhanh quá tía. Ủa 2 tuần? Hai tuần gì bữa nay gần hết rồi. Chỉ còn có bữa nay với ngày mai nữa là nó đi về rồi. Lẹ dữ hả tía? Ừ thì bữa nó nói 2 tuần, bữa nay là 13 ngày rồi, ngày mai là 14 nè. Là tao mẹ xuống rước nó rồi. Ủa hai bữa chuẩn bị đồ đạc chưa? Ủa làm gì tía? Ủa bữa tao nói với nó là cho hai đứa có gian đi qua cái hành tinh xéo sọ của nó chơi mà du lịch mà. Ủa tưởng đâu bữa đó tía nó chơi. Ê dè thiệt hả tía? Tao nói thiệt chứ, bữa mà dễ đi qua mà nó làm sao. Trời. Thôi đi tía ơi, ý con á là nói này nè, con muốn anh Hùng ở lại chơi với nhà mình thêm vài bữa nó được mà tía. Trời đất ơi, ở đây chơi sao được, ta đã hẹn đúng ngày đúng giờ, tao mẹ ta xuống ta rước. Tao ta xuống rước mà tôi bay lẩm như xe đò xe lửa vậy á. Đi giờ nào đi hay sao được. Ta xuống là ta rước đi chứ đâu phải mà cách mình đó là 10 năm ánh sáng đó. Trụ cách tới 10 năm ánh sáng tía kêu con đi. Rồi bận đi bận về của con hết 20 năm rồi. Lúc đó con về tía còn ở đây không? Còn. Tao sống tới 40 năm nữa mà. Hai bây giờ là tao còn sống thêm 20 nữa. Giờ không biết làm sao, giờ anh Hùng đi chắc buồn chết luôn á tía. Buồn cái gì? Cũng lẽ tao ở đây như hoài với mày hả? Trời ơi. Thì vậy thì cuốn gói đi theo nó luôn đi. Bỏ mụn thúng bưng theo về hành tinh xéo sọ ở đi. Ủa nó hành động rồi. Điện thoại cái sao mà dính như chắc.
Trời ơi, cha ơi, cái thằng nó mạnh thế chứ. Trời đất ơi, con, trời đất ơi, trời đất ơi. Trời ơi, cái clip mình là cái clip độc á. Bây giờ cái clip này mà mấy ông nhà báo mà biết là ông đang rầm rộ luôn á ta. Mình bán cho nhà báo được không ta? Bán kiếm tiền những bút. Ừ, đâu biết nhà báo nào đâu mà được. À, nhớ rồi. Và hôm qua Hai Nhái nó nói không biết gì cái hỏi ông Google. Hỏi Google. Rồi. Đó soạn báo, bấm báo. Một dọc luôn. Tòa soạn báo lá cải xanh. Được được, thử coi. Số điện thoại. Ừ. À, alo alo, phải tòa soạn báo lá cải xanh không? Tôi ở miền Tây Tây Quốc luôn. Tôi ở Xẻo Lá, Cà Mau. Tôi có cái tin này hot lắm. Tôi muốn bán cho nhà báo. Muốn nói gì thì ngày mai gặp tôi đi. Tôi hẹn ngày mai gặp tôi đi, tôi cho coi clip. Nhà mà nói trước nghe, lấy clip này rồi là phải trả tiền cái gì này. Nhận bút đó cho tôi nghe. Nha. Sao? Trời đất ơi, clip này clip độc. Clip này là clip người ngoài hành tinh. Bảo đảm hot luôn. Nè, nếu không chịu là tôi bán cho báo khác nha. Nha. Mai gặp đi. Trời ơi trời. Chiến này có tiền rồi. Có tiền sắm đồ cho cháu ngoại con Hai Nhái rồi. Vậy thôi. Đất ơi, sao mà lâu như vậy? Tôi đang đứng ở đây trong cái đường làng nè. Ở ngoài đầu đường làng có cái cổng đình đó. Dưới cổng đình đi thẳng vô. Tôi đội cái nón màu đen, áo tộc caro, cái quạt màu xanh dương. Quan trọng có đôi dép đó, đôi dép màu xanh đọt chuối. Cứ đi thẳng vô trong đây, tôi đang đứng đây nè. Tôi đợi nè, ngay bụi tre nè. Lâu. Ô, chào chú. Ủa, sao bây giờ mà Hai Cậu mới tới? Thì chú có phải bắt xe đến đây chứ. Với lại chúng con phải đi đưa tin khắp nơi nữa. Đâu có rảnh như chú đâu mà. Đâu, các clip người ngoài tin con đâu? Đây nè. Nè đó, Hai Cậu coi đi. Ghê không? Thì mạnh ghê không? Nhưng mà chú có chắc đây không phải clip dàn dựng không? Trời đất ơi, sao chắc? Clip thì tôi quay, đích thân tôi quay nè. Sao mà dần dần được? Ông đừng lừa tụi tôi nghe. Lừa gạt cái gì? Ở đây là tôi nói có ngon, có sách mách, có chứng được đàng hoàng mà lừa gạt cái gì? Cái này chính tay tôi quay. Bây giờ mấy cậu không tin thì thôi. Chứ còn ở đây là lừa clip, hỏi mấy tôi đi. Thì chúng con đã đến đây rồi thì chú dắt chúng con đi xem đi. Tự nhiên cái biểu hiện tôi dẫn đi gì? Phải có gì trao đổi chứ trong tôi quay mà, đúng không? Mà ông có chắc đây là clip thiệt không? Clip thiệt. Mà con nghe nói dân ở đây rất là chân thật. Mà hình như không phải. Ủa, chân thật là ông mới trả tiền hả? Ủa, tôi không mới trả tiền hả? Tôi phải cần trả tiền chứ. Tôi có cháu mà, tôi phải lo cho cháu tôi chứ, đúng không? Giờ không chịu phải không? Không chịu á, tôi đi. Chú ơi, bây giờ tụi con tới đây rồi. Không thì chú nhận cái này cho con vui. Lần sau có nhận đưa thêm. Nhận vô đây thôi hả? Nhưng mà tôi nói nè, tôi lấy là lấy cái phần đầu thôi nha, mai mốt mà đăng lên mà có tiền á đưa thêm tôi à nha. Dạ. Rồi đi theo tôi nè. Anh từ đâu đến cho tim em xuyến sao từng ngày. Anh từ đâu. Tấm Đăng. Dạ chú Tư. Ủa còn mấy người là ai mà chú Tư dắt qua đây làm chi vậy? Cái chuyện yêu chuyện của chú. Nhưng mà tía má con không có ở nhà, đi công chuyện hết rồi chú Tư. Tao biết rồi, tao không kiếm tía má mày. Không lẽ chú Tư kiếm con? Tao kiếm mày chi? Tao kiếm người này nè. Dạ người nào chú Tư? Kiếm người này nè. Đó, người ngoài hành tinh trong nhà mày. Thấy không? Tao dẫn phóng viên tao tới, tao lấy thông tin kìa. Dạ người này là ai mà lạ quá cái chú Tư, họ không có trong nhà của con. Thôi, cậu đừng có giấu nữa, đưa ra đi. Đúng rồi, ra đây đi.
Không có mà, con nói thiệt á. Có rõ ràng, tao có hình ảnh đây, mày nói gì vậy? Mày đưa ra đây chứ tao dẫn phóng viên tao tới tao lấy tin tức rồi đó. Con đã nói là không có, hỏi tôi đưa về giùm con đi, không có. Tạm, à, anh Bảy. Cái gì ông sập vậy? Chú Tư mới tới. Bảy cò nè. Mày cái người ngoài hành tinh trong nhà mày nè. Bây giờ mày đưa đi, mày tao dẫn phóng viên tao tới là thấy thông tin kìa. Đưa ra đi cho trong nhà mày, tao quay clip đi nè. Đó, thấy không? Tao nói rõ ràng mà. Dạ con làm gì có người này. Đây mày coi có clip ở đây người ngoài hành tinh rõ ràng đi. Không có. Thôi chú Tư về giùm con đi. Chứ không hôn la âm sầm là tí là chết luôn á. Dạ đúng rồi, rồi thôi mấy anh về giùm em cái đi. Về đi chú. Đi về đi. Có mà. Con nói là chú xâm nhập gia cư bất hợp pháp à. Cái gì? Thôi đây về. Về đi. Cái gì cây ấy? Về đi tí em la giờ đó. An toàn rồi. Anh làm gì anh thở dữ vậy? Mệt quá. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã cho tôi ở nhờ, cho tôi ăn ngon nha. Có sao đâu. Trời ơi, ông ở nhà tôi á, gia đình tôi thấy vui hơn á. Bây giờ ông đi buồn lắm luôn á. Tôi cũng nhớ mọi người nhiều lắm. Tôi sẽ không quên mọi người đâu. Tôi đặt mọi người ở đây nè. Ơ, sao biết cái vụ này nữa vậy? Bữa rảnh ở nhà tôi xem TV á. À. Tôi bắt chước người ta. Tôi biết là người trái đất á, là thương ai á, người ta để ở trong trái tim. Hay đấy. Tàu mẹ sắp đến rồi đó. Có gió kìa, thấy không? Gió bay lại. Anh giữ gìn sức khỏe nha. Cho gửi lời thăm bà con ở xéo xẹo, xéo sọ. Hey, đây nè. Hey. Anh Hùng ơi. Anh đi thiệt á anh Hùng. Anh Hùng đi rồi á, em buồn lắm á, không ai nói chuyện với em, không ai làm việc nhà hết á. Hey, tới rồi. Đến giờ tôi phải đi rồi, tàu mẹ sắp đến rồi. Đi mẹ khỏe. Tôi nhớ mọi người nhiều lắm. Hey, ở đây nè. Ủa, mấy anh chào ai vậy? Ủa, thì anh chào ai vậy? Tàu mẹ đón tôi. Thì tôi cũng chào tàu mẹ á. Mà bây giờ mấy anh núp đi chứ để tàu mẹ xuống á là nó hút hai người về hành tinh xéo sọ luôn á. Kiếm chỗ. Hey! Có chỗ núp đâu có chỗ núp. Tàu mẹ đến rồi kìa. Hey! Tôi nè. Hey! Thôi, mấy anh đứng yên đi, đừng có chạy lung tung. Nó không hút về xéo sọ mà nó hút về xéo xẹo đó. Cho tôi gửi lời hỏi thăm chú Thiếm nha. Anh đi đi, anh đứng đây ngồi hoài tôi khóc bây giờ á. Tôi đi á. Ê! Mấy bài H19 nha. Ủa mày quen ông 19 hả? Không nhớ mười mấy nữa mà. Bye bye anh Hùng nha. Bye bye anh Hùng. Hôm nay, sau hơn 14 ngày, gia đình đã đưa được chàng trai thần kinh không ổn định nhưng lại có thể lực tốt bằng 2-3 người bình thường về nhà. Anh ta đã kể về việc mình đã sống trên thiên đường trong 2 tuần mất tích vừa rồi. Anh ấy nói rằng mình đã gặp những thiên thần đã yêu thương và giúp đỡ anh ta hết mình. Gia đình xác nhận tinh thần anh ta hiện đã trở nên tốt hơn trước rất nhiều. Trời đất ơi, té răng này nó bị khủng tấn ơi. Còn hết hồn luôn á tía. Quý thần ơi.
Thôi dẹp đi ba trai ơi. Trời đất ơi, muốn võ gì như mấy bà già xè tứ sắc mà cũng bày đặt mở lớp dạy võ, ai theo học vậy? Bởi ta nói nông cạn, quá là nông cạn, không hiểu biết một chút gì về võ học. Võ học thì đừng nên đánh giá vào bề ngoài của nó, mà phải biết đi sâu vào chiêu thức bên trong. Gặp chuyện rồi mới biết ai mạnh hơn ai à. Sờ, tao không học miếng võ nào nè, mà tao cũng bắt ăn cướp, dẹp ăn trộm, tề gian diệt ác, vượt qua bao nhiêu muôn trùng sóng gió, gian danh khắp cái xứ xẻo lá này. Mày hay quá. Rồi mày học võ như vậy rồi mày có vượt qua được mấy cái trận đòn roi của tía mày đâu? Đối với tía tao, để mà có thể đối phó được thì cần phải dùng một chiêu thức cao nhất trong võ học. Có tuyệt chiêu nữa hả? Đương nhiên rồi. Bí kíp hả? Cái mô cao thôi mà làm gì quyền bí gì vậy? Đó, quan trọng là chỗ đó. Mày biết không, tía tao ông thay mấy cái đời roi rồi mà cái mô cao này tới giờ vẫn còn nguyên, mày hiểu rồi đó. Hay vậy. Cô ơi, cho tôi xin vài ngàn đi cô. Trời, anh còn khỏe hơn tôi nữa mà anh xin tôi. Cô thấy như vậy chứ, chứ bệnh tùm lum mà cô ơi. Đồ ăn. Cảm ơn cô. Cô Hồng ơi, cô Hồng. À, nhái. Cho tôi xin ít tiền được cô. Dạ. Cô cho con mượn 5.000 đi, con còn tiền chẳng không. Dạ, cảm ơn cô. Ủa sao nay tự nhiên xóm mình có ăn xin vậy cô? Thấy lạ quá à. Chắc ở đâu mới tới á. Làm gì ở trển vậy? Đợi anh chút. Anh làm gì ở trển vậy? Ủa, em kêu anh là gì? Anh cò. Thì cò thì phải ở trên cây chứ. Anh bận bàn quá. Ủa mà anh đi đâu đây? Nãy anh qua nhà, má em nói em đi mua cà phê. Cái anh nghe cà phê, cái anh tự nhiên thấy thèm cà phê. Anh định chạy qua mua cà phê rồi, rồi sẵn gặp em luôn. Chỉ em cái cách trồng lúa giống mới á. Vậy anh đi đi. Đúng rồi, nhưng mà chút nữa nhớ quay lại nhà tôi nha. Anh chỉ cho tôi cái vụ hồi bữa đi hội thảo á. Tự nhiên hồi bữa đó tôi bận quá tôi đi không có được. Đi đi. Thôi tôi về tôi lo cho thằng con tôi để tía má dẫn với nhà cô ba chơi. Khoan. Hả? Nói vậy là có mình nhái ở nhà hả? Thôi vậy mình về nhà luôn đi. Gì? Đi qua bển có gì anh nói cho em nghe luôn, với lại anh cũng đâu có khoái cà phê đâu. Thôi mình đi. Thì thôi đi, nhiều chuyện quá. Đó. Hiểu không? Bây giờ mới hiểu luôn á. Cũng vậy hiểu em. Nhưng mà bữa đi hội thảo không có nhái. Tôi sợ tôi nhớ không hết rồi về kể bậy bạ thôi, quay lại cho chắc ăn. Cảm ơn mấy cò nha. Quên nữa ha. Hôm bữa cái vụ chiếc vòng của nhái á, mình
tôi đụng nhái ở bề ruộng á, gớt cái vỏ nhái rồi gớt luôn cái vòng, tôi định lụm về đưa nhái mà cái bà Sáu bà hồ đồ, bà tưởng đâu tôi tặng bà, cái bà lấy bà đeo, trời làm tôi quê sệ nhái dễ sợ, sợ người chết luôn. À, là cái vụ hồi bữa hả? À. Trời ơi, tôi không có để ý đâu. Bây giờ cái mua lại đàn nhái nè. Anh đền cho tôi hả? À. Lấy đi, đừng ngại. Thôi, tôi lấy ba cái thôi. À, cũng được á. Tại vì cái này nó đẹp. Bữa đi hội thảo á, da cũng quẩn quẩn nè. Thấy cái bà bán đồ quà lưu niệm, cái nhớ chật lại vụ mà chiếc vòng của nhái. Cái hồi sẵn tiện mua đền nhái luôn, sẵn với thêm tặng nhái nữa. Hồi bữa anh tôi làm rớt có cái vòng à, trả cái thôi, đưa gì nhiều vậy nè, thôi lấy đi. Trời, không nó phải vàng chứ có phải vàng đâu mà. Thì không biết nhái thích cái nào nên mua nhiều thứ để cho nhái lựa luôn. Thôi, nếu mình nó màu vàng có phải bằng vàng đâu mà lấy hết làm gì hả? Không lựa được cái nào lấy, còn không thì lấy hết luôn cũng được. Đi vô đây. Ông ngồi đi. Ông ngồi ở đây đợi nha. Tôi xuống bếp coi có gì ăn ông tôi đem lên cho. Dạ. Đi tôi mới nấu không đó, coi chừng nóng nha. Nhà không có nấu cơm hả cô? Hết cơm mất tiêu rồi, ông ăn đỡ cái này đi, chứ bây giờ chờ cơm lâu lắm. Ông uống nước đi. Dạ cảm ơn cô. Ủa mà sao ông đi làm ăn xin vậy? Tôi già cả bệnh hoạn, con cái tôi nói tôi phiền phức, nó đuổi tôi đi. Vô ơn vô nghĩa mà. Cô... Không, tôi không phải nói ông. Ý là tôi nói con của ông á. Còn với tôi, ai về ai nhớ ai thương. Vừa qua Long An chờ đào hương lúa còn vương. Tiền Giang cái bè gồm cơm Tân Phú, rạch miếng xây cầu đường về Bến Tre Cần Thơ. Mới hát có chút xíu mà muốn đứt hơi luôn. Hát tới Cà Mau chắc. Ủa, ông đâu rồi ta? Không lẽ đi rồi? Mà đi cũng nói tiếng nữa. Đi mà sao giỏ để ở đây? Ừ.
Mở cửa ra, tao mà thoát ra được là mày chết với tao á. Ông ơi, chờ chết đi. Báo cái tên trộm. Ông chết chắc rồi. Ông ở trong đó chờ chết đi. Mở cửa ra cho tao. Mở cửa cho tao. Tao thoát ra được là mày chết với tao. Trốn ông đi ra đây đi. Ông ra đây đi. Tôi sống chết với ông luôn. Cái loại cướp, ông trộm. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Tao mà thoát ra được là mày chết với tao đó. Bố người ta, ăn trộm. Ăn trộm. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Tao mà thoát ra được là mày chết với tao đó. Tao đi làm đâu có ai ở nhà đâu mà kêu. Giờ sao trời. Tao mà thoát ra được là mày chết với tao đó. Ôi, bị cò anh nghe máy đi. Trời ơi, đâu rồi? Sao mà những lúc tôi cần anh là anh không có gì nè. Trời ơi, chết rồi vậy sao? Mở cửa ra. Tao mà thoát ra được là mày chết với tao đó. Vũ, sao Vũ? Đúng rồi, Vũ. Vũ ơi, bà nghe máy giùm tôi đi, tôi năn nỉ bà đó. Tía má tôi không có ở nhà này, Vũ ơi. Vũ. Tao thoát ra được là mày chết chứ tao. Ông mau ông ra đây đi. Tôi bán xong bán chết với ông luôn. Ông ra đây đi. Chết chứ tao. Ông đừng tưởng tôi là đàn bà con gái là không đánh lại ông nha. Sao những lúc nguy hiểm không ai tới cứu tôi gì trời. Trời ơi, sắp phá bệnh đi cửa phòng ra rồi. Có chuyện gì vậy? Mày dài ơi, cứu em. Chuyện gì mà la dữ vậy? Ăn trộm, em nhốt ở trong phòng rồi. Ở đâu, trong phòng á. Có trộm hả? Nhanh, có trộm. Lẹ lên. Anh trộm đâu? Ở trong phòng á, em nhốt ở trong phòng rồi. Em yên tâm đi, có anh ở đây rồi, không sao hết. Vô mở cửa, anh vô anh thử đó. Ê! Để cho anh. Cái thằng làm tràn, mày dài, lên. Để em, rút về, để tôi cho. Cái chuyện quan trọng vậy phải để bà già xử lý mới được. Gì vậy? Ủa sao ông núp vậy? Vô đi. Thời cơ chưa tới, cứ từ từ. Trời ơi, cái thằng lẹo mép giận nổi không lên. Chứ lại đứng đây hoài gì chờ vậy hả? Sợ không? Nó mà ra em quýnh mặt nó. Sao thanh niên trai tráng mà giả dạng ông già đi ăn cướp ăn trộm người ta? Nè, cũng hên cho ông á là mấy người này cản tôi, chứ không á một chiêu thôi là ông game over liền biết chưa. Trời, hồi nãy mà ông làm cái gì mà tổn thương hai nhái một cái ha, đó, không nói nhiều nữa, bây giờ là quýnh ông đi rồi cho chùa. Thôi, anh đừng làm vậy. Bây giờ mình quýnh người ta là mình sai á, với lại mình cột ông giày rồi, ông có thoát được đâu. Ừ, vậy thôi mấy đứa bay giặt ra, để tao lấy điện thoại tao quay clip, tao đăng lên trên Facebook ba cho người ta biết cái mặt của ông này là ăn cướp ăn trộm, cho người ta tránh xa. Người ta nói đây là cái cách để mà phòng chống trộm cướp thời đại 4.0. Hay, làm đi. Hay mà xàm xí. Ủa sao xàm xí? Thời đại 4.0 là người ta phải áp dụng vật lý, toán học, hóa học, sinh học, kết hợp cả 4 cái từ không biến thành có mới là 4.0. Đúng là đồ nhà quê. Ai biết đâu, thì tao thấy trên Facebook người ta nói vậy đó. Ông kia, ông ở đâu, tên gì, bao nhiêu tuổi?
Tại sao biết bao nhiêu nghề ngoài kia không làm mà vô đây lừa lọc người ta là sao? Anh có biết là hả, anh là đàn ông con trai mà anh đi lừa phụ nữ là anh hèn mạt, anh nhục nhã lắm không? Tôi xin lỗi cô. Lúc đầu á, tôi chỉ tính xin tiền cô thôi. Nhưng tôi thấy cô nhiều tiền quá, nổi lòng tham, nên tôi mới đi theo cô về nhà. Thôi bây giờ không có nói nhiều nữa, đưa lên xã cho người ta xử lý. À, đúng rồi, đưa lên xã đi. Đưa lên xã. Tôi lại cô đừng đưa tôi lên ủy ban mà. Tôi xin cô mà, tha cho tôi đi cô. Ăn xin thì lo ăn xin đi, bà đặt giả người già để ăn xin chi vậy? Giả làm người già mới dễ xin anh ơi. Trời ơi. Bây giờ ông khai thiệt tôi đi. Ông theo dõi hai nhái từ khi nào? Ừ. Nói đi. Nói đi. Ờ, khai đi. Nói. Thật ra là hồi nãy ông theo dõi hai nhái là tôi thấy cái bóng dáng của ông rồi. Bởi vậy tôi mới kêu ông Tèo này với ba giai qua đây hợp sức đối phó với ông á. Nhái ở nhà đi, để tụi anh đưa ông lên xã. Đi. Ê, cô ơi. Bỏ tật chồng cướp. Mấy anh ơi, tha cho tôi đi. Tía tôi đang bệnh nặng ở nhà. Ông đợi tôi em tiền về mua thuốc cho ông uống á. Ủa, bác nhà bệnh hả anh? Bác bị bệnh gì vậy? Nặng không? Bệnh nặng lắm, đủ bệnh hết. Thôi bệnh rồi. Chị ốm như vậy. Ê ê ê. Hả? Tụi bay đừng có nghe ông nói gì rồi mũi lọc, ông gạt mình đó. À, quên. Không được, ăn trộm cướp mình thay đổi. Đi, tôi nói thiệt mà. Đi, nhận đi. Thôi. Em thấy vậy nè, hay là để ông ngồi xuống nói thử đi. Nha. Ông ngồi xuống đi. Tôi tư nhân. Nhà ở đâu? Nhà tôi ở xóm trên, làm thợ hồ. Nhưng vì tía tôi bệnh á, nên có bữa làm bữa nghỉ. Giờ người ta đuổi tôi luôn rồi, nên tôi mới đi ăn xin. Rồi bà con đâu mượn người ta đi, rồi đi ăn xin lừa đảo người khác. Tôi thiếu nợ nhiều quá. Bây giờ không ai cho tôi mượn nữa đó. Sao ông qua tôi hỏi? Tôi tình nghèo mắc cái eo không. Tôi xin cô tha cho tôi đi. Tôi lỡ dại dột. Má tôi chết rồi, còn có mình tía tôi à. Giờ tôi mà không đem tiền về mua cháo cho ông á, ông mà chết á, tôi cũng biết sống với ai nữa. Nghèo mà còn gặp mấy cái eo. Cô với mấy anh á, đừng đưa tôi lên ủy ban xã nha. Với lại đừng cho người lớn biết. Tía tôi ổng mà hay á, chắc là ông đột tử ông chết liền á. Giờ người ta vậy rồi tính sao? Thôi được rồi, giờ ông đi chạy xe ôm với tôi đi, đừng có ăn trộm ăn cướp nữa. Ừ, đúng rồi á. Anh chồng, tôi mượn xe đi mặn nha. Đi mẹ luôn đi. Không ấy vậy qua bên tôi phụ nuôi heo đi. Cái gì á, tôi mặn cũng được hết. Nhưng có điều gì nữa? Sáng cho tôi tới trễ, chiều cho tôi về sớm nha. Thôi nghỉ khỏe luôn đi. Thôi em thấy vậy nè, em thấy chuyện này cũng nhỏ thôi, chứ dù gì em cũng chưa mất tiền nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là mấy anh vô sửa cửa giùm em đi. Này ông đập phá hết trơn rồi, tí em mà về biết cái ông giết ông chết luôn á. Nên vô sửa cho. Ê, ông chạy xe ôm em biết sửa cửa không? Để tôi, để anh sửa cho. Vô sửa đi mày. Thôi, cái cửa này á, tôi làm hư, để tôi sửa cho. Ông sửa đi, với lại tôi cũng đâu biết sửa đâu. Mày lanh quá. Cảm ơn anh Ba Gia nha. Nhờ anh biết võ mà đã cứu giúp em trong những lúc tình huống nguy hiểm như vậy. Lỡ rồi, tiếp nè. Võ thuật không chỉ là để phòng vệ, mà còn là cách để rèn luyện thân thể, trí tuệ, diệt gian trừ tà, xử lý những kẻ mạnh hiếp yếu. Rồi đây, người người ở Xẻo Lá sẽ dùng võ thuật để bảo vệ xóm làng.